Một lần nữa Việt Nam khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán của mình ở Biển Đông. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc mới đây phát hành bản đồ mới của Trung Quốc, thể hiện tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với toàn bộ Biển Đông, bao gồm vùng biển ngoài khơi đảo Borneo của Malaysia. Bản đồ cũng thể hiện chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực tranh chấp ở biên giới phía Nam với Ấn Độ và toàn bộ đảo Bosop Utki mà Trung Quốc gọi là đảo Hắc Hà Tử. Theo Sputnik News, Nga và Trung Quốc vào năm 2008 đạt thỏa thuận phân chia đảo này và hai bên đạt thỏa thuận cùng chung phát triển đảo Bosop Utki từ năm 2014. Phiên bản 2023 này cho là đã được biên soạn dựa trên phương pháp vẽ đường biên giới quốc gia của Trung Quốc và nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, theo báo đảng Global Times đăng trên Twitter. Bộ Ngoại giao Malaysia tuyên bố bản đồ trên, trong đó thể hiện rõ đường chín đoạn bao trùm Biển Đông, không có hiệu lực ràng buộc đối với Malaysia, và nhấn mạnh Malaysia không công nhận các tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông theo như ấn bản năm 2023 của bản đồ tiêu chuẩn Trung Quốc. Còn theo BBC News Indonesia, Bộ Ngoại giao Indonesia đang tìm kiếm sự thật về thông tin liên quan đến bản đồ mới. Trước đó, Ấn Độ cũng gửi công hàm phản đối kịch liệt việc Trung Quốc phát hành bản đồ mới, theo đó gộp bang Arunachal Pradesh và cao nguyên Aksai Chin vào Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi khẳng định những tuyên bố đơn phương của Trung Quốc là không có cơ sở và hành vi này đang gây khó khăn cho việc giải quyết tranh chấp biên giới. Trước sự chỉ trích của Ấn Độ, Bắc Kinh nói bản đồ tiêu chuẩn năm 2023 thể hiện chủ quyền Trung Quốc theo luật định. Trong một diễn biến gây quan ngại trước đó cho thấy Bắc Kinh dùng vũ lực để thực thi cái gọi là tuyên bố chủ quyền, tàu hải cảnh Trung Quốc đã bị ghi hình trong lúc phun vòi rồng vào tàu Philippines ở Biển Đông. Vụ việc xảy ra vào ngày 5 tháng 8, khi lực lượng tuần duyên Philippines hộ tống tàu chở hàng tiếp tế cho quân nhân Philippines đóng quân tại một dạng san hô ở Biển Đông, theo AFP. Về vụ phun vòi rồng, Phó Đô đốc Kath Thomas, tư lệnh hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết đây là minh chứng cho hành vi quá khích của Trung Quốc tại khu vực và cần phải được đáp trả và kiểm soát. Hôm nay, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố bản đồ tiêu chuẩn năm 2023, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định. Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố bản đồ tiêu chuẩn năm 2023, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của mình được xác định theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Do đó, yêu sách chủ quyền và yêu sách biển dựa trên đường đứt đoạn như thể hiện trong bản đồ nói trên là vô giá trị, vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Một lần nữa Việt Nam khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán của mình về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông dựa trên đường đứt đoạn.